Hello, xin chào anh em nha. Thì mình vừa mới về thêm Retin. Mình làm video chia sẻ với anh em nó đây. Retin Monohydrat vẫn là Retin của Autovet anh em. Thì hiện tại bây giờ cái Retin này là cái loại mà giá ổn định nhất thị trường bây giờ. Còn mấy cái loại Retin như của BVI hay là của R1 thì giờ bó tay rồi anh em ơi. Giá nó cao quá cho nên là mình không bao giờ mình nhập nữa. Cái này vẫn là hàng chính hãng của Best Nutrition anh em. Tem đầy đủ và đắt thì tháng 2 năm 2025, đắt rất là xa nha anh em. Thì đằng này mình lấy về rất là nhiều vị, có vị cherry, cola, cam, rồi táo, rồi dưa hấu nữa, nhiều vị lắm nha anh em, cam nữa, rồi chanh nữa. Thì bữa có nhiều anh em nói cái vị cola cũng ngon thì mình có lấy thêm cola nữa. Cái này vị chanh nha anh em. Hộp này nửa ký, anh em xài rất là thoải mái. Đắt thì như nhau tại một lô mà nè, một lô cái này tháng 1 năm 2025 chênh lệch nhau chút xíu khoảng tháng trời rồi đó, thì mình về được một thùng. Anh em nào cần thì cứ liên hệ với mình nha. Thì mình vẫn để số Zalo phía bên trên góc với lại cái link Facebook, mình để phía bên dưới cái phần mô tả video. Anh em nào mà cần hay là muốn mình tư vấn gì thì mình sẽ tư vấn anh em. Anh em cứ liên hệ thẳng với mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì mình chỉ làm video ngắn, mình chia sẻ với anh em vậy thôi. Thì cái công dụng của Retin này mình nghĩ cho anh em cũng không chắc đã rõ rồi, chỉ có mấy bạn mới mấy bạn mới thì không biết Retin dùng để làm cái gì. Thì thật ra cái Retin này là mình uống để cho nó tăng sức mạnh với lại để cho cơ nó phồng phồng anh em, cơ nó phồng phồng, để cái cảm giác mà mình thấy cái cơ nó phồng lên mình rất là thích. Thì mặc dù là nó có tích nước anh em, có tích nước chứ không phải là không nha, nhưng mà rất là nhiều anh em xài. Thì mình dùng một ngày 5 gram, tại vì lúc thời gian đầu mình chưa có lót thì mình xài khoảng 15-20 gram. Nhưng mà sau một tuần đầu anh em mình đã lót rồi thì mình xài 5 gram thôi thì không có sợ tích nước đâu nha. Thì 5 gram là ổn và vừa đủ, chứ mình không có lạm dụng lắm. Nói chung mà xài Retin thì mình đừng có lạm dụng nha anh em, xài vừa đủ là ok, không nên xài nhiều mà cũng không nên xài ít vậy thôi. Xin chào anh em nha, cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye nha.